Audi trân trọng kính chào quý khách. Dũng Audi, chợ ô tô số 1 Hải Dương. Xin được gửi lời chào tới toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Chào mừng toàn thể anh em đã cùng quay trở lại với video ngày hôm nay của Dũng Audi. Như thường lệ, Dũng Audi sẽ lại lên sóng review trực tiếp và báo giá trực tiếp tới toàn thể anh em về một trong những đầu xe đang cùng được trưng bày và giao bán tại chợ ô tô số 1 Hải Dương của chúng tôi. Trước mắt toàn thể anh chị em đang là một chiếc xe Hyundai Accent bản Blue nhập khẩu đời 2015. Xe được trang bị động cơ 1.4 số sàn. Giá tiền hiện tại được giao bán là 375 triệu đồng. Xin mời anh em chúng ta cùng dạo qua một vòng để cùng theo dõi về tổng thành, form dáng, ngoại thất, màu sơn của Accent bản Blue nhập khẩu đời 2015. Như anh em đã nhìn thấy ạ, đây là một chiếc xe còn rất mới, rất đẹp, form dáng đẹp, ngoại thất đẹp, màu sơn đẹp, chỉ với 375 triệu đồng thôi, anh chị em đã sở hữu được về cho mình và gia đình một chiếc xe gọn gàng, nhỏ nhắn, rất đẹp luôn ạ. Xe nhập khẩu đời 2015, tiết kiệm nhiên liệu nữa, động cơ có 1.4 thôi, số sàn các bác nhé. Sau khi cùng dạo qua một vòng rồi, bây giờ em xin mời toàn thể các bác chúng ta sẽ cùng đến với những chi tiết được trang bị và lắp đặt trên chiếc Accent bản Blue đời 2015 này. Đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, xe được trang bị đèn bi xe lông siêu sáng. Chủ nhân đã độ thêm đèn bi xe lông siêu sáng và giải đèn LED trang trí. Đấy ạ. Đấy, giải đèn LED ban ngày. Đèn bi xe lông siêu sáng. La răng của xe là la răng đúc. Bốn la răng đúc, 4 phanh ABS chống bó cứng phanh. An toàn. Xi nhan được tích hợp trên gương. Xi nhan trên gương với giải đèn LED trang trí ạ. Đây là giải đèn LED được tích hợp trên gương. Tích hợp xi nhan đây. Tay nắm cửa mạ chrome. Mọi chi tiết bên ngoài màu sơn đều còn rất đẹp các bác nhé. Chúng ta cùng tiến vào bên trong để cùng xem chiếc xe được trang bị những gì. Đây ạ. Bên trong thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện. Bàn phím được tích hợp trên vô lăng. Bàn phím tích hợp trên vô lăng. Đèn chiếu xa gần nhiều chế độ. Táp ly, táp lô hai màu, màu đen và màu ghi xám. Đây ạ, mặt táp ly thì còn có những chi tiết được bọc. Đấy ạ. Để co ở đây rất đẹp luôn. Ghế da hai màu. Bên ngoài màu đen, bên trong màu da bò. Ghế da mềm mại và êm ái. Trần xe được bọc nỉ. Bên ngoài được bọc ni lông. Đấy, nội thất còn sáng bóng. Bên trong của xe đây ạ. Xe được trang bị đây là một cái màn hình Android. Đấy. Tích hợp camera lùi, camera hành trình, giải trí xem phim nghe nhạc và bản đồ chỉ đường, định vị GPS, tất cả đều được trang bị đầy đủ trên này. Đấy. Đấy, GPS, hệ thống GPS. Đây bên trong của xe thì được trang bị đầu CD 6 đĩa. Đầu CD 6 đĩa. Hệ thống điều hòa và hộp số sàn, động cơ 1.4. Bên trong của Accent Blue thì cũng rất là rộng rãi. Vâng, một chiếc xe nhập khẩu rất rộng rãi và thoải mái. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới từng chi tiết một để cùng xem rằng là chiếc xe này còn zin hay không. Chúng ta cùng kiểm tra bốn cánh, phần cốp phía sau và phần nắp cabo cũng như phần động cơ. Và những phần này thì chúng ta cùng kiểm tra những phần đai ốc và keo chỉ. Đầu tiên ạ, đây là phần đai ốc ở cánh lái ở phía trên. Đai ốc còn nguyên ạ. Đai ốc nguyên zin. Đai ốc nguyên ạ. Chúng ta cùng kiểm tra tới phần keo chỉ của xe nhé. Đây ạ, đây là phần chỉ của xe ạ. Toàn bộ những chi tiết ở phần chỉ xe đều còn rất zin, rất mới, rất đẹp. Phần keo bên trên bám dính và ăn khít, không mối mọt, không nứt gãy. Độ đàn hồi còn tốt. Tất cả những chi tiết đều còn rất tuyệt vời ạ. Tiếp đến là phần cánh sau. Cánh sau, cửa sau của cánh lái ạ. Đai ốc zin này. Đai ốc rất đẹp ạ. Phần chỉ phía sau này. Phần chỉ xe rất đẹp luôn.
Phần keo của xe thì cũng vậy ạ. Bám dính và ăn khít, độ đàn hồi tốt. Toàn bộ phần keo chỉ hai cánh đều còn zin và đẹp nha các bác nhé. Là răng đúc phanh ABS chống bó cứng phanh này. Phía sau của xe thì được trang bị cảm biến sau xe, bốn mắt cảm biến các bác nhé. Đấy. Phát tín hiệu cảnh báo khi gặp chướng ngại vật. Camera lùi. Bên trong cốp thì rất rộng rãi và thoải mái. Rất rộng rãi, chứa được nhiều đồ ạ. Phần bên trong của xe thì được trang bị lốp sơ cua, thiết bị nâng hạ cũng như là phụ tùng để cứu trợ xe khi gặp tình huống khẩn cấp. Phần đai ốc đây ạ. Đai ốc còn nguyên bản, chưa bung mở. Phần chỉ bên trong xe. Phần đai ốc ở đây. Phần chỉ ở phía trên. Vâng, tất cả những chi tiết đều còn rất mới, rất đẹp. Chúng ta cũng kiểm tra tới phần keo chỉ ở phần máng nước. Đây ạ, độ bám dính còn rất tốt, rất cứng cáp. Phần keo thì còn rất mới, độ đàn hồi tốt, không mối mọt, không đứt gãy, bám dính cực tốt. Nó sẽ giảm đi cái hiện tượng thẩm thấu nước vào bên trong cốp của chúng ta. Rồi ạ, bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra những phần còn lại. Đây là phần cửa sau. Phần cửa sau của cánh phụ. Đây ạ, mọi chi tiết về đai ốc này. Đai ốc này. Phần chỉ của xe này. Đó. Mọi chi tiết đều còn rất tuyệt vời. Phần keo ở bên trên này. Bám dính ăn khít này. Rất mới, rất đẹp này. Không mất đi đâu một phân chỉ đoạn keo là hết. Toàn bộ những chi tiết về keo chỉ đều còn zin. Đây là phần cửa trên cánh phụ. Đai ốc ạ. Đai ốc rất đẹp luôn. Chỉ zin dọc đầu xe tới cuối xe. Phần chỉ zin các bác nhá, phần keo zin này. Đó. Tất cả keo chỉ có 4 cánh đều rất zin, rất đẹp. Xe đời 2015, đăng ký 2016. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra tới phần nắp capo cũng như là phần động cơ của xe. Đây là toàn bộ phần nắp capo cũng như phần động cơ của xe. Đó, bên ngoài trong thì còn rất mới, rất đẹp. Như thường lệ thì chúng ta vẫn sẽ kiểm tra từng phần một. Đầu tiên đó là phần đai ốc. Tiếp đó là phần chỉ của xe. Toàn bộ phần chỉ đều còn rất mới, rất đẹp luôn. Đấy, đai ốc còn nguyên. Tiếp đến đó là phần đai ốc của tai xe. Phần đai ốc của phần thân rằng. Đây ạ, tất cả mọi chi tiết đai ốc đều còn rất đẹp ạ. Phần nụ giảm sóc, phần càng chassis. Tất cả những chi tiết đều còn rất mới, rất đẹp. Động cơ của xe thì xe được trang bị động cơ 1.4 như em đã giới thiệu. Tất cả những chi tiết ốc, máy và thứ đều còn nguyên bản. Gioăng phớt còn nguyên. Gioăng phớt nguyên, không có hiện tượng da dầu chảy dầu, bên trong khô thoáng sạch sẽ. Phần lớp dây điện bảo vệ bên ngoài, phần băng dính điện cũng như là phần phào bảo vệ bên ngoài, tất cả mọi thứ còn nguyên, không mối mọt đứt gãy. Dây điện bên trong được bảo vệ tối ưu. Phần ắc quy. Đấy, chi tiết điện bên trong, mọi thứ đều còn sáng bóng, rất đẹp các bác nhé. Chủ nhân rất là giữ gìn. Kính thưa toàn thể anh chị em, vừa rồi chúng ta đã cùng dạo qua một vòng để cùng chiêm ngưỡng toàn bộ những chi tiết bên ngoài, ngoại thất, form dáng, tổng thành, màu sơn, cũng như cùng tiến vào bên trong để cùng theo dõi về những chi tiết về nội thất.
và những trang thiết bị được lắp đặt trên ASEAN bản Blue đời 2015 nhập khẩu, động cơ 1.4 số sàn. Giá tiền của xe là 375 triệu. Chúng ta có thể thấy rằng đây là một chiếc xe còn rất mới, rất đẹp. Tất cả những chi tiết bên ngoài, bên trong đều rất mới, rất đẹp. Đấy ạ. Còn rất chất lượng. Anh chị em nếu như yêu thích chiếc xe này có thể xem xe, lái thử xe và trải nghiệm trực tiếp tại địa chỉ lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương. Anh chị em ở xa có thể liên hệ trực tiếp với Dũng Audi qua số điện thoại hotline 0855 966 966. Dũng Audi sẽ có những tư vấn cụ thể, giải đáp mọi nhu cầu thắc mắc, gửi hình ảnh, gửi video báo giá đến toàn thể anh em trên mọi miền Tổ quốc. Anh em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mỗi khi Dũng Audi lên sóng livestream trực tiếp trong 20 giờ hàng ngày, buổi trưa từ 11 giờ cho tới 12 giờ, buổi tối từ 20 giờ tới 21 giờ. Dũng Audi xin được cảm ơn mọi tình cảm ủng hộ của tất cả anh em trên mọi miền Tổ quốc đã dành cho Dũng Audi trong suốt những năm tháng vừa qua. Video ngày hôm nay xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em trong những video tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp lại. Dũng Audi trân trọng kính chào quý khách.